cổ gì này. Đâu đây, đây bài học phần mềm đầu tiên. Phải chạy đường máy cổ. Trước nhớ bài đầu tiên của anh Quân dạy là chạy con gì 3110C cầm cáp chạy full lick. Tính ra chạy qua USB là nhà nhất. Vậy cầm đây, đây thiết bị à. nuôi thằng này. Bây giờ gia đình tôi thực ra là nhờ được hai con trai, nhưng mà nó